Nè, biết gì chưa? Hôm nay không biết thời tiết của trời là nắng hay là mưa. Nè, nè nè biết gì chưa? Cứ sao ngào cái dậy sao tôi ngủ thêm được nữa. Chuyện ông tám, chuyện ba tám, chuyện vừa xong, chuyện hôm qua. Tôi đâu có đảm bảo rằng chuyện tôi vừa kể là đúng nha. Nhưng mà tôi phải nói ra nếu không xảy ra chuyện lớn. Ê cô này đẹp, cô này xinh, chuyện anh kia muốn tỏ tình. Khu chung cư nhỏ nhỏ xinh xinh nó lắm chuyện bất thình lình. Bà tám thì dễ tính, ông tám quá thông minh. Lời xong quá văn mình có điều hơi đau đầu nhức óc. Hình như cái chuyện mới xảy ra, tại sao cô bé kia ngồi khóc. Ây da, nè nè biết gì chưa? Có chuyện gì vậy hả? Nè nè biết gì chưa? Chẳng có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa? Hơi năng ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa? Tôi cũng đâu phải giảng vừa. Ok. Cậu, có chuyện gì mà con đang soạn hợp đồng cho người ta mà cậu kêu qua giật ngược vậy? Chung. Dạ. Mày trả lời thiệt cho cậu biết, dạo này giang hồ đồn mày hay xuống quán cà phê chém gió lắm đúng không? Mê con bé nào ở dưới hả? À, trả lời. Người ta đã rồi cậu hiểu rồi. Người ta đã không muốn trả lời rồi mà sao cậu cứ thích xoáy vào trong niềm đau người ta vậy ha? Đã buồn lắm rồi cậu đừng có nhắc nữa. Nói chung là cậu kêu con qua đây có chuyện gì cậu cứ nói đi, chuyện riêng tư của con cậu dẹp qua một bên đi. Ai mà có thể làm cho mày buồn được hả Chung? Chắc phải qua hậu Hoàng Vũ á, chân dài tới nách luôn. Trời ơi, cậu thấy không? Trong cuốn sách này nè, chân dài đẹp cỡ này nè đó, mà con còn không mê nữa thì cậu nghĩ sao qua hậu Hoàng Vũ? Trời ơi, không phải gu của con đó. Cái gu của con là phải coi như là lạ lắm, cậu không hiểu được đâu ha. Cậu làm ơn cậu chơi giao việc gì cho con làm cho con đi khuất mắt, cậu đừng hỏi con nữa đi. Chung. Dạ. Mày lê la ở dưới đó, mày có thấy là dạo này ở cái quán chém gió, cái mà dịch vụ mà đi giao hàng tận nơi, mày thấy phát triển không? Đó. Hỏi ngay trọng tâm con trả lời. Thật sự ra bữa giờ cái quán chém gió rất là đông cực kỳ. Ừ. Nói cậu nghe. Khách vô nườm nượp nha. Mà không có chỗ ngồi luôn đó. Bây giờ là coi như muốn đặt trà sữa gì là của quán bà Thơ đó, là phải gọi qua điện thoại bà trước nè, đặt trước. Mà nhiều khi bà còn chửi khách nữa đó cậu. Tại vì đông quá, quản lý không kịp. Đông quá hả? Dạ. Nhưng mà đây nè, làm sao mà người ta biết là ở chỗ đó có giao hàng tận nơi? Thì bây giờ là coi như là thằng Hoàng Thông nó đã qua nó PA. Hoàng Thông PA hả? Chứ sao, người ta giỏi, người ta có tài năng mà, người ta PA. Rồi cái quán, cậu bây giờ cũng dùng lời lẽ nhưng nói được. Tuyệt vời, chỉ biết dùng từ tuyệt vời thôi. Cậu biết không? Vô đó ngồi nha, mà ngồi lâu, uống lâu thôi nha, là bà đuổi, bà chửi đi luôn đó. Sao mày biết? Con ở bên đó túc trực bên đó mà, nhiều khi con giao hàng giùm cho quán luôn mà cậu. Mày đi giao hàng giùm? Dạ. Thằng dại gái. Cái gì vậy? Mày đi giao hàng ở đó rồi mày về đây mày lấy lương của cậu hả? Bởi vậy. Mình không có đồng quan điểm nhau, khó nói chuyện, dễ sợ luôn. Cậu không có tình thương người, cậu không có cái lòng nhân đạo. Cậu hiểu không? Cái gì vậy? Con nói đó là sự thật luôn á. Nè, cái quán người ta đông như vậy mà chỉ có hai người phụ nữ, người ta đâu có thể nào mà người ta quán xuyến được hết phải không? Mình đàn ông mà mình thấy nữ nhi mà trong lúc hoạn nạn mình phải ra tay mình cứu giúp chứ, không? Giao kinh khủng luôn cậu. Các quận nội thành dùng gian. Cái gì? Chứ không phải là giao chỉ vòng vòng ở cái chung cư đó thôi hả? Trời ơi, xin lỗi cậu à, giờ cậu xuống dưới Tây Ninh cậu đặt 300 liên người ta giao tới liền luôn. Đi xa như vậy luôn hả? Xa, muốn tới đâu tới đó à. Bây giờ là hết trương thanh thế là kinh hoàng lắm rồi. Chứ không phải là trời ơi, như cái công ty từ vôi rồi. Tao phóng vô họng mày liền, tao phóng vô họng mày liền, chung mày im liền chưa chưa? Tại con chán quá là cái công ty. Mày im chưa, mày im chưa? Chán quá, tối ngày ba con này đặt phong thủy một con ngựa quay vô này, tao đặt quay ra vậy nè đó. Kệ tao mày, tao xích hướng vô đây nè. Nhìn đó, chán chừa cái phong cách của quán tao, tao mới lạ bởi tao bán mới đắt, cậu hiểu không? Kệ người ta. Tao xích ngựa là phi thẳng vô mặt tao nè. Phi thẳng tại đi thẳng vô mặt tao nè. Đó mà cậu đó tư tưởng cứ cũ kỹ cổ hủ vậy hoài nữa ra cái công ty mình không bao giờ lên được hết trơn á. Mày điều nghiêng cho cậu. Ừ? Mày xuống đó mày điều nghiêng cho cậu. Nếu mà cảm thấy ổn, cậu sẽ hợp tác với quán trà quán chém gió đó. Tuyệt vời nha. Chứ bây giờ hợp tác với bên Trần Thiên tốn kém phức tạp quá. Con thấy cậu rất tuyệt vời luôn. Lần đầu tiên trong đời con thấy cậu tuyệt vời. Đó.
chưa bao giờ mà cậu một cái giám đốc mà có một cái suy nghĩ mà nó vĩ mô vậy luôn. Cậu hùng vô đi ha. Con sẽ là người đứng ra, con thay cậu con quản lý cái đó, cậu chỉ cần bỏ vốn ra thôi. Gì? Mình làm cổ đông. Mày nói là gì? Thay cậu quản lý. Tôi bỏ tiền ra cho mày làm. Đúng rồi. Để mày túc trực ở dưới đó. Đúng rồi. Để mày gần cái con bé mà mày thích gì hả? Rồi mày lơ là công việc của cậu hả? Thiệt luôn á. Mình nhiều khi con không hiểu là con với cậu có phải là đàn ông với nhau hay không á. Sao cậu cứ suy nghĩ vậy hoài, cứ ghép con vô con đường gái gú ăn chơi hoài, này làm sao mà con đổi đời được. Phải đây à. Nè cậu à, nè nói cho cậu nghe, ở chỗ quán chém gió cậu có biết Lâm Xuân không? Lâm Xuân. Nói cho nghe coi, Lâm Xuân sao? Người ta có nhắc tới gái cái mặt cậu sáng giới ra kìa đó đó, sao? Tao thì chỉ có Lâm Xuân tao mới vậy thôi kìa chứ. Sao Lâm Xuân? Lâm Xuân ghê lắm. Lâm Xuân sao? Lầy lội lắm. Ai tán tỉnh Lâm Xuân? Thì đó, trời ơi, nhiều người lắm luôn. Kinh khủng. Ê, không đánh nha. Ai tán tỉnh Lâm Xuân? Hả? Mà kinh khủng lắm luôn á. Nói cho cậu nghe. Không nói đâu. Năn nỉ đi. Năn nỉ mới nói. Muốn gì cậu cho? Đó, thà vậy. Tôi nói hết những chuyện gì dính dáng với Lâm Xuân. Tháng này tăng lương 1 triệu. Rồi tăng đi. Tăng thêm 1 triệu ha. Tao tát mình bể mặt mày cây cho chung. Tăng đi mới nói. Rồi tăng luôn. Thì Lâm Xuân đâu làm gì đâu, tới đó uống trà sữa thôi. Ây da, ui da. Hứa rồi, không có thất hứa nha. Tới đó uống trà sữa nha. Xong mày đi về đi. Đi ra khỏi. Tao có mượn mày làm ăn gì đi. Cậu hủ phàng nha. Đi. Tao không có hủ phàng. Đây. Không có nhờ mày. Nghe con nói. Nếu như cậu mà hùng hạp vô đó nha, coi như cậu sẽ thành cổ đông, mà cổ đông thì có quyền giám sát cái chỗ đó, tới thường xuyên gặp Lâm Xuân thường xuyên nha, tình cảm hai người sẽ nối lại, thấy chưa? Mà chưa kể nối lại mà còn tiến triển nữa, vượt mức hôn nhân tình vui. Lâm Xuân